Thưa quý vị, quyết định số 08/2022 của Chính phủ ban hành nhằm chia sẻ hỗ trợ người lao động còn khó khăn về nhà ở để họ yên tâm làm việc, tham gia phục hồi sản xuất cùng với người sử dụng lao động, hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân được người lao động để có nhân lực cho phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này vẫn còn chậm. Đến nay, sau 2 tháng triển khai, phần lớn người lao động đủ điều kiện ở Bình Dương vẫn chưa nhận được hỗ trợ tiền thuê trọ. Ngay khi quyết định 08 được ban hành, người lao động trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng được hướng dẫn quy trình làm thủ tục đăng ký hưởng chính sách theo đúng quy định. Trong đó, nhiều trường hợp đã cơ bản hoàn tất quy trình, đang trong thời gian chờ nhận hỗ trợ. Em cũng đã điền thông tin và chứng nhận nhận rõ rồi. Bây giờ em cũng đã nộp về công ty rồi. Em mong sớm nhận được cái tiền hỗ trợ. Bây giờ thì đang triển khai và đang quá trình tổng hợp để lập danh sách để đề nghị nhà nước chi cái tiền để hỗ trợ. Về hồ sơ thì các doanh nghiệp sau khi xác nhận bảo hiểm xác nhận thì các doanh nghiệp sẽ tự nộp hồ sơ đến cái cơ quan thẩm định hồ sơ là phòng lao động. Đó, rồi sau khi cái quy trình thực hiện thì đảm bảo theo đúng quy định thì phòng lao động sẽ trình cho ủy ban dân thị xã để giải quyết chế độ theo đúng quy định. Được đánh giá đơn giản hơn về trình tự thủ tục đăng ký thụ hưởng so với các chính sách trước đây. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai vẫn còn chậm. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất hồ sơ nộp về cơ quan quản lý lao động ở các địa phương để thẩm định. Điều này đang ảnh hưởng đến tiến độ chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Chúng tôi là đại diện những cán bộ chuyên trách công đoàn, mong muốn lãnh đạo tỉnh cũng như là các cơ quan quản lý lao động địa phương, đặc biệt là Sở Lao động, nên là có một cái chỉ đạo là anh em là phòng lao động địa phương phối hợp tốt với ban điều hành là khu phố và chủ nhà trọ để làm sao lập cái danh sách chính xác để cho đoàn viên người lao động hưởng được cái nghị quyết 08 này nhanh và kịp thời. Ước tính có khoảng hơn 700.000 người lao động ở trọ trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thụ hưởng chính sách theo quyết định 08. Triển khai kịp thời hiệu quả chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục nỗ lực cống hiến trong công việc.